Đây là tóc của bộ tử ấy. Bộ tử đây này. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ở đây luôn đấy. Đây là cùng khám phá không gian nuôi cá chép rất là khổng lồ rồi. Ở đây rất nhiều là nhiều bo bo của vi sinh. Đây nhiều khám phá đây là bo bo. Rất nhiều cá chép các bạn có thể nhìn thấy đây. Rất đáng yêu. Mmm.